trình. Xin kính mời đồng chí Lương Thị Nga thay mặt cho đoàn thư ký lên trình bày dự thảo nghị quyết đại hội đảng bộ phường Đồng Xuân năm 2015-2020. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa đại hội, thay mặt đoàn thư ký, tôi xin trình bày dự thảo nghị quyết đại hội đảng bộ phường Đồng Xuân lần thứ 12, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đảng bộ phường Đồng Xuân lần thứ 12, nhiệm kỳ 2015-2020 được diễn ra từ ngày 27 tháng 5 năm 2015 đến ngày 28 tháng 5 năm 2015. Về dự đại hội có 131 đại biểu chính thức được triệu tập, thay mặt cho 308 đảng viên của đảng bộ. Đại hội đã nghe và thảo luận báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành đảng bộ phường khóa 11 trình đại hội khóa 12, bầu Ban chấp hành đảng bộ phường khóa 12, nhiệm kỳ 2015-2020, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ quận Hoàn Kiếm lần thứ 25. Đại hội đã nghe bài phát biểu quan trọng của đồng chí Dương Đức Tuấn, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm chỉ đạo đại hội và định hướng một số nội dung, nhiệm vụ cho đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đảng bộ phường lần thứ 12, nhiệm kỳ 2015-2020 quyết nghị 1. Tán thành và thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015 trình đại hội gồm những nội dung chủ yếu sau: kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ phường nhiệm kỳ 2010-2015. Mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, sự phối hợp giúp đỡ có hiệu quả mặt trận tổ quốc, các phòng ban, đơn vị chức năng của quận, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, Ban chấp hành đảng bộ phường nhiệm kỳ 2010-2015 bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của quận với tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị đã được thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra của nhiệm kỳ. Trong nhiệm kỳ qua, đảng bộ phường luôn thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy và các chương trình công tác của phường. An ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, kinh tế tăng trưởng ở mức ổn định, văn hóa xã hội đạt kết quả quan trọng, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng đảng theo nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 có chuyển biến tốt, vai trò, năng lực, lãnh đạo, sự chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ, tích cực và hiệu quả. Công tác xây dựng chính quyền được đổi mới theo hướng tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật. Hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân hướng về cơ sở, góp phần tăng cường mối đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tham gia tích cực vào công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Có thể nói, nhiệm kỳ vừa qua không ít khó khăn thử thách, với quyết tâm cao, đảng bộ phường Đồng Xuân đã lãnh đạo, điều hành được những kết quả có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề thuận lợi cho những năm tiếp theo.
đại hội biểu quyết thông qua. Đại biểu nào nhất trí thông qua nghị quyết đại hội, đề nghị biểu quyết. Xin trân trọng cảm ơn. Đại biểu nào không nhất trí, đề nghị biểu quyết. Không có. Đại biểu nào có ý kiến khác? Không có. Như vậy là 100% đại biểu đã nhất trí thông qua nghị quyết đại hội đảng bộ phường Đồng Xuân. Xin đề nghị đại hội một tràng pháo tay thể hiện tinh thần quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020. Xin cảm ơn đại hội. Tiếp theo chương trình, đoàn chủ tịch xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Thị Bích Nga thay mặt đoàn chủ tịch lên phát biểu.
ban tổ chức xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu đứng lên làm lễ chào cờ. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu.